ông Nguyễn Thiện Nhân thay ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 10 tháng 5, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trao đổi quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ công bố quyết định có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính công bố quyết định do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Ông Nguyễn Thiện Nhân, năm nay 64 tuổi, quê quán ở Trà Vinh. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 và 11, đại biểu Quốc hội khóa 10, 12, 13. Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ. Ông đã từng được khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 2, 3, huy chương tuổi trẻ sáng tạo, huy chương vì thế hệ trẻ, huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật. Trong hơn 40 năm công tác, ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng trải qua rất nhiều môi trường, lĩnh vực khác nhau, từ môi trường quân ngũ đến du học, tham gia các công tác đoàn, công tác đảng, chính trị, chính quyền, giảng dạy, quản lý giáo dục. Được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói ông Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành mái nhà xưa, nơi ông đã từng gắn bó, đảm nhiệm nhiều chức vụ. Cụ thể, ông từng là giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến năm 1999, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố từ năm 1999 đến năm 2001 và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2006.